Sẹo mụn thứ 5 của em ha Loan ha. Thì bây giờ mình coi lại tình trạng da của mình ở buổi đầu tiên đến khám ha. Đây là da của bạn Loan lần đầu tiên tới khám với tình trạng là có rất là nhiều ổ mụn viêm này. Bên cạnh đó có nhiều rất là nhiều cái sơ sẹo này, bề mặt da rất là thô, sơ cứng. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi Loan? Dạ, năm nay em 30. 30 tuổi rồi mà cái tình trạng này đã theo bạn từ lúc dậy thì cho đến lúc bạn đến Buna điều trị ha. Thì lúc mà bác sĩ tư vấn cho em là mấy lần điều trị? Lúc bác tư vấn cho em là hình như là 8 đến 10 lần điều trị á. 8 đến 10 lần điều trị thì hôm nay là buổi thứ 5 thì lúc mà bác tư vấn cho em là sau 10 lần điều trị thì cải thiện được bao nhiêu phần trăm? Sẽ cải thiện được khoảng 80 đến 90%. 80 đến 90%. Hôm nay là buổi thứ 5, hôm nay là sau 4 buổi điều trị ha. Đây là mặt bên này. Sau 4 buổi điều trị thì mình đã cải thiện được 70% rồi đúng không? Trước trước đây thì tình trạng da như vậy thì em có ảnh hưởng gì đến cuộc sống với công việc của em không? Trước đây khi da như vậy thì em cảm thấy là rất là tự ti. Nhiều khi là mình chụp hình chung với mọi người á, mà da mình á thì lúc nào cũng sẽ đỏ, lấm tấm, thâm, rồi còn sẹo rỗ nữa. Nên cảm thấy rất là khó chịu và nhiều khi là không muốn chụp hình cùng với mọi người luôn á. Hiện tại á, em đã điều trị tại Buna được bao nhiêu lâu rồi Loan? Em điều trị được khoảng 1 năm rồi, nhưng mà có nhiều lúc thì em đi không đều, không đúng theo phác đồ ấy ạ. Có nghĩa là có những buổi 2-3 tháng em mới đi một lần đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi ok, với tình trạng da hiện tại á, là chị thấy cũng khá là ok rồi. Nhưng còn một chút xíu sẹo rỗ này, chút xíu thôi ha. Dạ. Thêm nữa là tình trạng mụn của mình nó không có bị tái phát nữa. Hiện tại trên mặt là chị còn vài cái mụn ẩn với một chút xíu mụn đầu đen thôi. Mụn đầu đen ở vùng lỗ chân lông to này, ở vùng hai gò má ha. Còn lại không có thấy tình trạng mụn viêm. Em cố gắng chăm sóc da làm sao mà không có mụn viêm để nó không bị tình trạng sẹo rỗ mới. Được không? Dạ. Khi mà điều trị như vậy á, thì kết quả như vậy thì cuộc sống với lại công việc của em có thay đổi nhiều không? Dạ có chứ ạ. Công việc của em hiện tại thì nó tốt hơn, và khi mà em cảm thấy tự tin hơn thì mọi thứ nó sẽ tốt hơn, nó sẽ đến với em nhanh chóng hơn. Rồi, ok. Chúc mừng Lan ha. Dạ. Thì đối với vấn đề sẹo á, sẽ làm mình tự ti rất là nhiều ha. Khi mình Dạ. trang điểm make up nó cũng không thể nào che được. Đó, bây giờ đối với cái nền da này á, nếu mà mình trang điểm dường như là sẽ không thấy sẹo, nhưng mà chị vẫn thấy còn một chút xíu. Nên hôm nay mình tiến hành điều trị buổi thứ 5 ha. Đối với nền da này chắc em phải đi thêm 2-3 buổi nữa là ok. Sau đó mình cứ đến phòng khám, lâu lâu đến phòng khám để vệ sinh, làm sạch những cái nhân mụn. Hoặc là mình có thể làm thêm những cái liệu trình như là cấy meso để cho da mình đẹp hơn, căng bóng hơn. Được không? Dạ.